Tôi Quy Tơ Lộc thì tôi đang có mặt tại nơi khúc cua tử thần vong linh 16 tuổi. Đây là khúc cua nơi rất nguy hiểm. Đó, đèo cua quá trời luôn. Rồi, để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào bên trong. Và hiện tại trời rất là tối om luôn, nơi khúc cua tử thần này. Đó, nơi này kinh khủng, quái linh thiêng. Thì 46, 64 Trung và miền Bắc. Đó, đây là nơi phía bên trong. Đó, vô đây nổi dây ghẹ luôn. Rồi, thì ở mặt trong đây là bụi tre. Nơi đây thì có vong linh chết đòn 16 tuổi. Xung quanh toàn là bụi tre không, đó, phải đạn luôn. Rồi, để tiếp tục thì tôi sẽ đặt đồ và lên hương tại lễ tiếp theo. Cực kỳ linh thiêng tại lễ này. Rồi, ai cái lọc ở đây thì tại lễ. Thì tâm linh rất là ghê rợn luôn. Nếu ai cái lọc ở đây cũng như phụ chuyến đi mua trái cây tại lễ lọc quá trời lọc trẻ thay ai phụ chuyến đi cả. Chỗ kia gì cái sáng này ghê rợn luôn, có cái bóng gì sáng hình như con gì, con mèo hay con gì, mắt sáng tưng ớn ốc luôn, con mèo đó, nhấp nhé quải đạn luôn, có con gì hay là con me không biết, ghê rồi. Sáng đó, ở đằng kia thì nó có cái bóng gì sáng mắt con mèo hay con gì này. Chỉ là con mắt con mèo ban đêm nó sáng trưng thôi, quái đạn luôn, vẫn còn và nó đang dòm tôi đó, nó đang dòm tôi nữa, mắt sáng trưng. Quay thêm tiếp thì hôm nay cũng có chỉ có tay thủ đủ đó. Con tay thủ đủ thể lợi và tiền dân bạc này. Thì tôi cũng có chút xíu này thôi đó, có ít cũng ít thôi. Nãy giờ nó vẫn còn đứng như dòm quải đạn sưng trưng đó, vẫn còn đang đứng dòm tôi ơn ấp luôn.
rồi tôi sẽ lên hương luôn. Ui, tài lễ ngày hôm nay đó quê được rỡ 64664 đó, miền Trung miền Bắc, thì vào miền Trung miền Bắc thì ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ tài lễ. Ai gặp lọc ở đây thì phụ chuyến đi nơi vùng lịch 16 tuổi quay lên thiền. Bữa quê trời 12-21 trúng quá trời. Không thấy ai phụ chuyến đi cả. Rồi, tiếp tục tôi sẽ đặt đồ tài lễ ngày hôm nay nhỏ. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Ngày hôm nay thì tôi đến đây tiếp tục đi trời. Thì nổi gió lên. Ngày hôm nay thì tôi lên đây tiếp tục tài lễ nhỏ nhỏ thì có chút tiền duyên vàng bạc này thì chỉ vậy vùng linh chết on chết đất chết bom chết đạn vùng linh 16 tuổi và các vị ở đây thần rừng thần núi cây cao bóng mát tại nơi khúc cua tử thần này đó. Thì tôi cũng chúc đồ này tài lễ nhỏ nhỏ thôi đó. Thì không và để tiếp tục thì tôi sẽ đặt tướng ghe này tiếp tục ngày mới ngày mai thì cho trứng gà đứng lên hay không tiếp tục rực rỡ ở Nam Trung Bắc tôi cứ lọc luôn. Hiện tại thì có con mèo đứng kìa, hôm nay thì có con mèo, ngày hôm qua thì cũng cú con chim, hôm nay thì có con mèo đang trực và dòm tôi đó, mắt cũng sáng sáng, mắt sáng sáng từng nổi ốc cục rồi. Thì có lọc tài lợi tại này đó, thì tôi sẽ cho dựng đứng đứng ghe lên hiến đến ngày mai miền Nam miền Trung miền Bắc thì ứng cái lọc. Phía trước tôi có con mèo quái đang nó đang chờ tôi, hay là con gì tôi cũng chưa biết, tôi ôm rồi thì tôi sẽ đặt đồ và hiện tại thì nổi gió lên thì tôi sẽ đặt trứng gà này cho dựng đứng các vị ở đây 16 tuổi hiển linh cho ngày mai thì cho dựng đứng lên. Ôi trời ơi, vô lúc nào cũng nghe ầm ầm. 51 sợ bởi tôi nghe không. 52 53 53 nghe rồi. 54 thì có các vị ở đây cho dựng đứng lên. 55 56 57 58 58 thì có các vị đây hiển linh và đỡ lên chọn lăng cụ cụ quái luôn. Xa sen vẫn đang đứng. 59
60. Thì có các quỷ ở đây cho những linh vật hiện linh và đỡ trứng ghe này. Hiện tại thì 60 rồi, tiếp tục 61. Số 12. Số 13. Rồi sau về đứng đấy. Thì cuối cùng số 13 đã đứng quái luôn. Đó, số 13 đây. Đứng ngay chọc số 13. Đó. Dựng được sông về tại này. Đó. Quái. Lúc nào quái thì sẽ hiện linh và cho đứng luôn. Trước vẫn còn nhé 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 đó. Phía trước vẫn còn nhé nhé. Còn con gì nữa đó. Con mèo, con gì đâu. Rồi, hiện tại thì sông về để đứng tại này. Đó, cho để cho giữ đứng 63. 63 quỷ. 63 quỷ tại đây nè. 63 36. Đó. 63 36 thì tại đây này. Thôi, kiếm bộ quỷ số luôn. 63. Nam trùng bắc. Thì có lọc tại lễ đời này tiếp theo. Đó. Hiện tại 63. Trứng đứng 63 quỷ. 63 lọc luôn. 63 36. Thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này. Nghe ầm 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 thì cuối cùng cũng đã đứng yên và không ngã. Thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này cho các vị chết on 16 tuổi. Rồi. Thì hiện tại đã đứng 63 36 thì tiếp tục rực rỡ có độc tài ở đây này. Thì tôi sẽ đi đến đây đó, xem phe người cái gì sáng sáng vô đây quải đạn luôn. Thì tôi sẽ tiến vào bên trong đó. Thì là con gì đó, là con gì đó. Buổi tối này nó chạy mất rồi. Rồi, tiêu dân bạc thì để đốt. Thì hôm nay đã xong. Ai chưa đăng ký kênh nhập vào chưa đăng ký để cập nhật theo dõi kênh tôi quy tài lộc.